tao thích mi nhưng tao không hề dám nói ra. Có lẽ ngại, có lẽ nhiều, không có lý do gì cả. Tao biết tao không bằng được người ta nên nói yêu mi chỉ là một điều gì đó rất xa mà. Yêu là một thứ quá cao khỏi tầm tay nên tao nói thích mi chắc cũng không có sao đâu. Nhị tao biết mi không to nhưng tao vẫn thích như lửa đỏ. Tao thích ngồi ngắm ánh mắt của mi mỗi khi mi nhìn hay mi đang ngỏ. Hay mỗi lúc mi lặng tên đi vì những điều không vui làm mi không có. Tao biết tao không mong được như thằng Becky anh được khi anh gia kêu là chồng ơi. Nhưng mỗi khi mi kêu tao là heo ơi heo cho tao thấy vui thế. Chữ heo kéo dài ra và chữ ơi nặng cả tà về đôi mắt to tròn như căng ra khiến tao gần như gục ngã. Mi như trái đất khiến bao nhiêu về tên nhân tao bế quan chạy ngất. Tao như mặt đang đứng từ xa nhìn mi với tình cảm chân thật và một thứ gì đó đã đánh mất. Ba phút nó quá ngắn nếu so về một ngày. Ba từ tao thích mi nó quá khó để nói ngay. Ba năm để tao cố gắng không cơ hội sẽ vụt bay. Và ba phút là thời gian để tao nói ra hết nỗi lòng này. Yêu hay là thích hay chỉ là sự ấn tượng, ba không cần phải giải thích vì trong lòng tao vẫn vương. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt của mi làm tim tao như chẳng thương. Một cử chỉ, một hành động của mi tao xem nó rất thân thương. Vì năm đó thích mi tao không biết nói thế nào. Tình cảm nó để nhẹ nhàng tao không biết phải làm sao. Lần đầu tiên trong đời tao mới biết thế nào là thích một người. Là thích hết tất cả mọi thứ từ ánh mắt đến nụ cười. Là đêm nằm mơ về mi mở mắt ra cũng chỉ thấy mi. Là cảm giác đời chờ không thôi. Là lo lắng khi mi giận dỗi. Là những cảm giác lần đầu có và mi là người đã mang đến nó. Nhưng tao không có gì để mi thích tao. Tao không có bờ vai rộng để mi dựa vào những lúc chơi với. Tao không có sức khỏe tốt để cùng mi đi chơi. Tao không có nhiều tiền để mua cho mi những món quà mới. Nhưng tao có tình cảm chân thành không lúc nào nghỉ ngơi.